Buổi tối chỉ cần xoa ba chỗ này, gan thận yếu đến mấy cũng hồi sinh ngay lập tức. Chào mừng tất cả các cô bác đã quay trở lại với kênh sức khỏe đời sống HIT3. Trong video này, tôi sẽ chia sẻ cho các cô bác buổi tối chỉ cần xoa nhẹ ba chỗ này thôi mà có thể giúp gan thận của các cô bác ngày càng khỏe mạnh. Không những thế, từ xa xưa, cách này còn giúp các cô bác dưỡng thể và thải độc và cô bác đừng để bao giờ đến bệnh mới lo điều này để nhấn mạnh rằng giải pháp đầu tiên và quan trọng nhất của chúng ta chính là chăm sóc các bộ phận cơ thể hàng ngày thay vì chờ đến ốm đau phát bệnh rồi mới điều trị đây là động tác rất đơn giản mà các cô bác có thể mát xa hàng ngày một cách vô cùng đơn giản bất kỳ thời gian nào trong ngày nếu rảnh tay các cô bác có thể tự phòng khám và chữa bệnh cho chính mình nếu biết tận dụng ưu điểm này các bác hoàn toàn có thể mát xa để chống lão hóa thải độc phòng và chữa bệnh vô cùng hiệu quả. Ngay sau đây, xin mời các cô bác cùng vào nội dung chính nhé. Thứ nhất, xoa bóp vùng thắt lưng. Thắt lưng là vị trí tương ứng với thận, bao bọc và giữ ấm cho thận. Không những vậy, bụng dưới còn bao bọc lấy thận, liên quan mật thiết đến thận. Chà xát vùng thắt lưng, bụng dưới có thể khơi thông khí mạch, giúp tăng cường chức năng thận. Đây là một bài tập chữa thận yếu ở nam và nữ rất tốt. Trước khi ngủ, các cô bác chà xát hai bàn tay cho nóng ấm úp nhẹ lên thắt lưng để làm ấm thận đặt ngón tay bàn tay gần nhau xung quanh phần thắt lưng lòng bàn tay hướng vào trong dùng gốc gan bàn tay từ từ sát lên và xuống làm vùng thắt lưng nóng lên sau đó các cô bác dùng gốc bàn tay xoa tròn trên chỗ da bị đau lần lượt theo chiều kim đồng hồ rồi ngược chiều kim đồng hồ động tác này làm cho vùng thắt lưng của các cô bác nóng lên tiếp theo các cô bác đặt hai bàn tay của mình ở hai bên thắt lưng hai tay bóp cùng lúc vừa bóp vừa hơi kéo thịt lên làm khoảng 3 phút. Rồi các cô bác nắm cả hai tay lại, lòng bàn tay hướng ra ngoài, dùng mu bàn tay lần lượt đấm vào hai bên thắt lưng với một lực không gây đau là thích hợp. Cùng một thời điểm, các cô bác đấm nhẹ mỗi bên khoảng 10 đến 15 lần. Việc các cô bác trà sát vùng thắt lưng này sẽ giúp cho các cô bác khí huyết được lưu thông, tăng cường chức năng của thận, thúc đẩy quá trình giải độc trong đêm diễn ra tốt hơn. Trà sát vùng thắt lưng còn có thể giúp các cô bác khơi thông kinh mạch, khí huyết thông suốt, tăng cường chức năng của thận sau mỗi lần đại tiểu tiện, dùng hai tay trà sát thắt lưng 36 lần, sẽ cảm thấy nóng vùng thắt lưng, mang lại hiệu quả chăm sóc thận tuyệt vời. Thứ hai, xoa tai. Theo quan niệm của Đông Y, thường xuyên xoa tai, xoa vành tai và vuốt dái tai sẽ có tác dụng giúp các cô bác rèn luyện tâm trí, tốt cho trí não, cải thiện chứng sa sút trí tuệ và cường thận. Trước hết, các cô bác trà sát hai bàn tay vào nhau cho thật ấm rồi dùng lòng bàn tay xoa vuốt miết loa tai cả hai bên theo đường tròn từ trước ra sau từ trên xuống dưới chừng 10 đến 20 vòng sau đó các bác dùng ngón tay cái đặt phía sau ngón trỏ và ngón giữa đặt phía trước lần lượt xoa sát nhẹ nhàng từ trên xuống dưới từ ngoài vào trong tất cả các góc ngách của tai trong vòng một phút dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ véo dái tai dây đi dây lại nhiều lần cuối cùng các bác làm động tác kéo dái tai xuống dưới với một lực tương đối mạnh để toàn bộ tay bị kéo xuống dưới, miễn sao không đau là được. Rồi các cô bác dùng hai bàn tay bịt chặt lỗ tai, dùng ngón trỏ và ngón giữa gõ vào xương chẩm sau đầu 10 lần. Sau đó, các ngón tay ấn chặt vào xương chẩm, rồi bàn tay đột nhiên mở tai ra, làm liên tục bịt và mở như vậy 10 lần. Khi đã bịt chặt lỗ tai rồi, các bác dùng hai ngón tay trỏ đồng thời nút nhẹ vào hai lỗ tai, xoay đi xoay lại 3 lần, rồi đột nhiên rút ra thật nhanh, tiếp tục làm như vậy 10 lần. Cuối cùng, các cô bác để cánh tay phải vòng qua đỉnh đầu rồi kéo tay trái lên 14 lần. Sau đó, để cánh tay trái vòng qua đỉnh đầu rồi kéo tay phải lên 14 lần. Mỗi ngày, các cô bác thực hiện tối thiểu 2 lần, tốt nhất là vào lúc trước khi đi ngủ và tỉnh giấc vào buổi sáng sớm. Điều quan trọng là các cô bác phải thực hành đều đặn, kiên trì mới mong đạt được kết quả đánh thức, điều hòa, nâng cao công năng của các tạng phủ, ích thận, bổ não, cải thiện thính lực, phòng chống bệnh tật, chống lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Vì tai là bộ phận kết nối và đối ứng với hệ thống tiết niệu và là nơi hội tụ của hai huyệt vị quan trọng là giao cảm và thần môn, nên khi các bác xoa vuốt vùng tai ở điểm này sẽ giúp bổ thận, cân bằng âm dương, điều chỉnh dây thần kinh thực vật, điều chỉnh và ổn định chức năng bài tiết. Bởi vậy, chỉ bằng việc các cô bác tự dùng các ngón tay của hai bàn tay thực hành các động tác xoa vuốt vành tai đều đặn hàng ngày cũng là sự vận động toàn thân có tác dụng phòng chống bệnh tật, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho các cô bác. Còn lỗ tai là trung tâm của tai, các huyệt vị đối ứng với cơ quan lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều nằm ở khu vực trung tâm của tai, tức là sẽ nằm trong vùng lỗ tai. Các huyệt vị nằm ở vành tai kết nối với tứ chi nên khi các cô bác thường xuyên xoa vuốt vành tai có thể giúp cho chân tay chắc khỏe, tăng cường khí huyết, thông kinh lạc, toàn thân thư giãn, dễ chịu. Thứ ba, xoa bóp huyệt Dũng tuyền. Đây là huyệt đạo rất là quan trọng đối với các cô bác, nếu tác động đúng cách Huyệt sẽ giúp cơ thể của các cô bác tràn đầy sức sống, khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái. Rất dễ dàng để các cô bác xác định huyệt. Đây là huyệt đạo thấp nhất trên cơ thể của các cô bác. Vị trí của huyệt nằm tại điểm lõm xuống ở lòng bàn chân. Sau đó, các cô bác làm nóng hai bàn tay bằng cách xoa và trà sát vào nhau. Rồi các cô bác dùng hai bàn tay xoa vào vị trí huyệt đạo ở cả hai lòng bàn chân bằng lực từ nhẹ đến mạnh trong khoảng 2 phút. Hoặc các cô bác dùng gốc bàn tay, mô ngón tay cái, hơi dùng sức ấn xuống huyệt theo chuyển động đường tròn. Sau đó, các cô bác dùng đầu ngón tay, gốc bàn tay và mô ngón tay cái bấm vào huyệt. Tiến hành trà sát dây miết cho thấy khi chân của các cô bác thấy tê và nhức sâu nhé. Với cách này, các cô bác kiên trì thực hiện đều đặn từ 3 đến 5 ngày sẽ thấy được hiệu quả rõ rệt. Ngoài dây ấn bằng tay, nếu các cô bác cảm thấy mỏi tay quá, cô bác có thể dùng đũa để thực hiện dây vào huyệt cũng vẫn sẽ mang lại hiệu quả đấy ạ các cô bác cũng có thể kết hợp bôi tinh dầu như dầu ô liu, dầu dừa hoặc dầu nóng như dầu cao, dầu cù là sẽ giúp cho việc mát xa của các cô bác được trơn tru và hiệu quả hơn. Để thực hiện phương pháp này, các cô bác hãy đổ tinh dầu ra lòng bàn tay, rồi tiến hành trà sát hai bàn tay lại để dầu nóng lên. Sau đó, các cô bác mới tiến hành mát xa, xoa bóp huyệt dũng tuyền. Với động tác này, các cô bác hãy thực hiện vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, sẽ mang lại giấc ngủ trọn vẹn hơn đó các cô bác. Hơn nữa, các cô bác có thể kết hợp ngâm chân để có kết quả trị liệu tốt nhất. Trước tiên, các cô bác pha loãng muối hạt với một chậu nước ấm. Sau đó, các cô bác cho hai bàn chân vào chậu, ngâm trong khoảng 20 phút. Trong quá trình ngâm chân, các cô bác hãy dùng ngón tay cái bấm vào vị trí huyệt. Cách này sẽ hiệu nghiệm nhất nếu các cô bác thực hiện vào mỗi buổi sáng khi vừa ngủ dậy trước 7 giờ sáng. Đồng thời, trước khi các cô bác ngâm chân, xoa bóp, các cô bác hãy uống một cốc nước ấm để hỗ trợ đào thải độc tố diễn ra nhanh chóng. Đây là thói quen tốt, không chỉ có tác dụng với bệnh thận mà còn giúp các cô bác kéo dài tuổi thọ. Quý cô bác thân mến, những thông tin trên cũng đồng thời khép lại chương trình ngày hôm nay. Hy vọng với những bí quyết này, các cô bác có thể dễ dàng áp dụng để thực hành tại nhà, chữa bệnh từng ngày. Nếu thấy hiệu quả, hãy chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng biết để chúng ta ngày càng khỏe mạnh hơn nhé. Nếu yêu thích các thông tin này, các bác đừng ngại nhấn like và đăng ký kênh ngày hôm nay để nhận thông báo khi ekip chúng tôi ra thêm nhiều video bổ ích khác nữa nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại các quý cô bác trong các video tiếp theo.